Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ quay cho các bạn xem về cái trái bơ Pinkerton khi chín và cắt ăn ra thử xem nó như làm sao ha. Đây là cái trái bơ Pinkerton. Cái này tôi hái ngày 7 tháng 8. Thì hôm nay là 18 tháng 8. Thì nó bắt đầu chín và mềm ha. Cái vỏ của nó thì không có đổi màu, vẫn giữ cái màu xanh mà xanh đậm. Đặc điểm của cái trái bơ Pinkerton thì cái trái hình bầu ha. Thuôn về cái đầu hơi bầu xíu. Nó hơi lệch tâm nhưng mà cái lệch tâm nó không có đáng kể. Tôi sẽ cân thử cái trái này bao nhiêu lạng. Đây tôi có cái cân ngay đây này. Đặt cái cân ngay đây. Thì cái trái đây cần 3 lạng. Cần 3 lạng. Cần 3 lạng. Sau đây tôi sẽ bổ cho các bạn xem. Đây, sau khi đã bổ xong ha, đây là cái trái bơ ở trong ha, phần cơm ở trong này. Cái phần đầu này do nó chín quá, cái này nó hình như đây nó chín cỡ 2 ngày trước rồi, để ngày thứ 3 thì cái trái nó bị hư. Với lại vừa rồi cái phần cuống ngay đây này thì nó bị rơi ra rồi ha, nên là nó bị thối cái phần đầu đi. Nhưng hôm sau chúng ta test cử cái cơm ở trong ha, thì cái phần cơm ở trong thì nó cũng khá là dày cơm ha, mà cái hột thì tương đối là nhỏ và rất là khít với phần cơm. Phần cơm thì không có chạy chỉ nhiều ha. Để tôi cắt cái cơm ra rồi tôi bóc. Chứ cái vỏ với cái cơm nó có dễ bóc không? Cái phần vỏ với cái thịt vỏ, thịt á, cơm á, thì rất là dễ bóc ha. Tôi sẽ ăn thử. Cái cơm thì rất là béo ha. Béo và bùi. Nhưng mà theo tôi thì cái trái bơ pin này thì chưa có đủ độ già lắm. Cái trái này để khoảng 2 tuần nữa thì cái chất lượng nó sẽ ngon hơn. Cái ưu điểm của bơ pin á là cái chất lượng cơm thì tương đối là ngon. Nhưng mà nếu mà so với cảm nhận của tôi so với bơ bút á thì nó chỉ thua một tí thôi. Thua về cái độ dẻo, cái độ béo với cái hương vị. Còn nếu mà nói về cái thời gian chín và cái thời gian vận chuyển xa bảo quản á thì bơ pin thì cũng ngang ngửa bơ bút. Thì từ hôm bữa tôi hái xong tới lúc chín bây giờ thì cũng được 10 ngày rồi. Với lại cái trái bơ pin này thì nó rơi vào tầm 3 đến 4 lạng thì cũng vừa với cho một người ăn ha. Vừa rồi thì tôi cũng có đi thăm một số vườn trồng bơ pin thì cái khả năng mà nó đậu trái thì cũng khá là tốt.
Nếu mà một tạ đây là cái cảm nhận của tôi sau khi ăn burpin. Nếu mà các bạn có đã thử ăn burpin thì hãy cho một cái cảm nhận ở dưới ha, comment ở dưới. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hy vọng là các bạn sẽ thích cái burpin và ăn thử nó xem một lần như nào ha.